Cuộc đụng độ giữa Everton và Manchester United trên sân vận động Goodison Park đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về các vị khách. Một lần nữa, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lại được học trò cứu vớt trong tình cảnh tương lai như chỉ mảnh treo chuông. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes tiếp tục chơi một trận trên cả tuyệt vời khi tham gia đầy đủ và trực tiếp vào các bàn thắng của đội nhà, qua đó đưa bầy quỷ đỏ tạm thời thoát khỏi khu vực ngấp nghé của sự xuống hạng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục điểm nhấn của bóng đá 24h.vn và trên đường pitch. Trước giờ bóng lăn, các vị khách Manchester United đang gặp khủng hoảng với những trận thua liên tiếp trước Arsenal tại Premier League và Istanbul Başakşehir tại Champions League. Thành tích tồi tệ đó khiến nhiều người tin rằng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải rời sân Old Trafford nếu bầy quỷ đỏ không thể giành được điều gì tích cực khi làm khách ở Everton. Tuy nhiên, khi người ta đặt niềm tin vào Man United nhất thì họ lại gây thất vọng. Và ngược lại, khi sự chán nản vây quanh đến mức phẫn nộ, họ lại chơi như một đội bóng thách thức danh hiệu. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và tối qua, bầy quỷ đỏ vùng dậy giải nguy cho ông thầy một cách ngoạn mục. Everton sớm có bàn thắng vừa lên dẫn trước, nhưng sự tỏa sáng của Bruno cùng với tinh thần quyết chiến của các đồng đội đã giúp cho quỷ đỏ lội ngược dòng thành công. Ở trận đấu này, Man United trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với bộ đôi tiền vệ McTominay và Fred vì Solskjaer tin rằng sự năng động của họ sẽ giúp cho Man United có thế trận tốt hơn trước Everton thay vì Paul Pogba và Nemanja Matic. Trên hàng công, Juan Mata cũng có cơ hội đá chính bên cạnh Rashford và Martial, người mới chính thức trở lại từ án treo giò. Trong khi đó, Everton có lực lượng gần như mạnh nhất với chỉ Richarlison phải ngồi ngoài vì án treo giò chưa hết hiệu lực. Phút thứ 19, Everton có bàn mở tỷ số từ một pha triển khai theo kiểu bóng hai cơ bản. Từ sân nhà, thủ môn Jordan Pickford phát bóng lên cho Calvert-Lewin, đánh đầu làm tường, tạo điều kiện cho Bernat thoát xuống sút tung lưới De Gea. Tỷ số là 1-0 cho Everton trong sự thất vọng của các vị khách. Để thủng lưới trước, Man United vùng dậy mạnh mẽ và chỉ sau đó 6 phút, họ đã có bàn gỡ hòa 1-1. Từ đường tạt của Luke Shaw bên cánh trái, Bruno Fernandes thoải mái băng vào đánh đầu ghi bàn cho đội khách. Sự hớ hênh của đội chủ nhà tiếp tục khiến họ phải trả giá ngay sau đó 7 phút. Từ pha phối hợp với Rashford bên cánh trái, Fernandes cho bóng vào trong, đưa bóng xoáy thẳng vào góc xa khung thành của Everton. Sau giờ nghỉ, Man United chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh và đẩy Everton vào bế tắc. Phút 68, huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định tung Alex Iwobi và thay cho Sigurdsson nhằm tăng cường hàng công, nhưng sự điều chỉnh này không mang lại kết quả khả quan. Trong khi phía Man United, huấn luyện viên Solskjaer cũng buộc phải dùng Axel Tuanzebe thay cho Luke Shaw dính chấn thương gân kheo. MU mất hậu vệ cánh trái đúng nghĩa, nhưng Everton không thể tận dụng điều này. Cả Iwobi, Bernat và James đều chơi dưới phong độ trong hiệp 2. Việc Everton tràn lên tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra áp lực đủ lớn khiến họ phải trả giá đắt. Phút 90+4, Man United có cơ hội phản công nhanh trong thế 3-2. Fernandes dẫn bóng lên trên trước khi chuyền bóng thông minh cho Cavani lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Chơi hay hơn thì tất nhiên phải xứng đáng thắng. Manchester United giành được 3 điểm trong tình cảnh họ bị suy kiệt thể lực và đây là điều rất đáng khen. Sau cùng, bóng đá 24 giờ và trên đường pitch sẽ gửi tới quý vị những điểm nhấn quan trọng ở trận đấu này. Everton đang dần lộ mặt thật. Thật lòng mà nói, Everton mùa này sẽ không thể thăng hoa như Leicester City mùa trước. Họ thiếu chiều sâu đội hình, ngay cả khi các cầu thủ không dính chấn thương hàng loạt. Tối qua, khi James bị chia cắt, chúng ta có thể thấy Everton chơi như gà mắc tóc. Việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti thay anh ra giữa chừng mà không phải do chấn thương chỉ là một giải pháp mang tính 50-50 và sau cùng thì Everton phải thua như dự liệu. Sau 4 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa, người ta hy vọng Everton sẽ là nhân tố mới cho cuộc cạnh tranh dự Champions League, thậm chí là thách thức ngôi vương. Tuy nhiên với lực lượng hạn chế như vậy, có lẽ đội chủ sân Goodison Park nên nghĩ về một tấm vé đến với Europa League và chiếc cúp Carabao hay FA thì sẽ khả thi hơn nhiều. Calvert-Lewin bị Harry Maguire bỏ túi. Everton trận này thực sự rất bế tắc và họ thậm chí bị bóp nghẹt ở hầu hết các miếng đánh chủ đạo. Calvert-Lewin không thể qua mặt Harry Maguire cho các pha tranh chấp để dứt điểm không chiến. Mùa trước, trung vệ người Anh có đến 15 pha giải vây trên không trước Everton ở Goodison Park. Còn mùa này anh chỉ làm được một nửa, nhưng hầu hết là những tình huống ngăn chặn quan trọng trước một cầu thủ chơi đấu giỏi như ngôi sao sinh năm 1996. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Calvert-Lewin đạt hiệu suất 50% ở những pha bật nhảy, nghĩa là anh sẽ ghi một bàn sau 2 lần tranh chấp trên không. Ở trận này, cầu thủ sinh năm 96 chỉ có duy nhất một tình huống đưa bóng vọt xa,
và đó cũng là pha dứt điểm duy nhất trong toàn bộ 90 phút. Vâng, anh có thể bắt nạt Lindelof ở bàn mở tỷ số, nhưng khi đụng Harry Maguire đầu đá thì đó là thứ thách thức quá sức nếu chỉ tính ở các tình huống không chiến. Solskjaer đã mua một siêu cầu thủ. Trong quá khứ, Jose Mourinho và Luis Van Gaal không mới thành công, nhưng cũng có những dấu ấn riêng về khả năng chuyển nhượng. Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer quả thực rất biết cách nhìn người với các bản hợp đồng quan trọng cho đến nay. Đặc biệt nhất, chúng ta phải nhắc đến Bruno Fernandes, người gia nhập Man United với giá 47 triệu bảng vào đầu năm. Chưa cần nói về thành tích ghi bàn hay kiến tạo siêu khủng của cầu thủ người Bồ Đào Nha, chúng ta cần ca ngợi tinh thần máu lửa của anh trong màu áo đỏ. Đây là điều mà Man United đã thiếu trong nhiều năm qua, kể từ khi Wayne Rooney không còn đủ sức chơi ở đội hình xuất phát. Là một tiền vệ tấn công nhưng Bruno thường xuyên tắc bóng nhiều nhất, di chuyển rộng nhất, sút nhiều hơn cả tiền đạo và tất nhiên ghi bàn cũng như kiến tạo hơn bất cứ ai cùng vị trí. Bản đồ nhiệt được WhoScore công bố sau trận cho thấy cường độ hoạt động khủng khiếp của Bruno. Nhìn vào hình ảnh này, có lẽ không mấy người sẽ đoán được đó là tiền vệ sinh năm 1994 vì nó không có dấu hiệu nào cho thấy anh chỉ hoạt động như một cầu thủ kết nối ở tuyến trên. Một nền nhiệt bao trọn sân và Bruno thực sự phải tốn rất nhiều năng lượng để tạo ra màn trình diễn như vậy.